như radio cho 50 19. Xe này làm full nồi bô xăng lửa. Thì ISO dòng độc lập luôn. Cái dịch cái chính ra. Đấu này vào nó càng thiệt lửa nó mở tua luôn. Cái này có tăng chỉnh nha anh em, có cáp luôn. Cái hộp ở đâu rồi ta? Rồi. Đây lên hồng xăng lớn, hồi nó lớn, lập cho đồ chơi, nồi, bô, à, có đĩa chỉnh luôn nha, đó, cáp chỉnh luôn. Bô cũng có bài nha, bô thật tổ. Ra mình làm 300 mi nữa. Nail, cắt tinh tơ, mình có làm hết nha. Mình test cái con radio khi làm phun nồi bao xăng lửa, hầm xăng lớn, bộ pin thường, ECU. Anh em lấy kỹ 90% ga ở nhầm pháo nha. Đánh cho nó bóc bao giờ anh em xem ha. Xăng coi gió là gió ECU bô bộ móc và đi nhẹ thì nó im rồi. Đẹp mấy nghe móc vậy đi công an nó bắt mình đi im mà nó không xe mình nó nhẹ lắm. Rồi, cảm ơn anh em xem clip nha. Tiếp tục công việc. Cặp đôi phụ trợ nồi 300 nồi với canh lục tây. Mới sẽ ép trong nhà nữa rồi.